Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình live stream buổi trưa ngày 27 tháng 3 năm 2024 Tất cả chúng ta đều đã biết rồi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philip Chuse đã đồng ý để thanh lý hợp đồng trước thời hạn 2 năm rưỡi và hôm nay Minh Hải sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều những thông tin mới Huấn viên Philip Chuse thật bất ngờ không nhận được bất cứ một đồng euro nào cho tiền bồi thường Ông đã chấp nhận ra đi tay trắng Và hiện nay thì team của Vlog Minh Hải đang theo sát huấn luyện viên Philip Chuse Để xem xem cái quá trình mà ông bàn giao công việc như thế nào Người đầu tiên lấy được chiếc ghế của huấn luyện viên Philip Chuse đó chính là anh Hoàng Anh Tuấn Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ là huấn luyện viên của đội U23 Việt Nam của chúng ta Chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây tại Qatar Ngoài ra thì mọi người đang đặt ra câu hỏi tiêu chí nào để lựa chọn huấn luyện viên trưởng Huấn luyện viên trưởng sẽ là người nước ngoài hay là huấn luyện viên nội Và quan trọng là huấn luyện viên Park Hang Seo có lên đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ kể cho các bạn nghe tất cả những câu chuyện đó Và đương nhiên rồi không thể không có được những cái câu chuyện thâm cung bí sử Mà Minh Hải đã hứa với các bạn để truyền tải đến các bạn trong chương trình ngày hôm nay còn đương nhiên là còn có rất nhiều những câu chuyện nữa và các bạn quan tâm đến câu chuyện nào thì các bạn báo cho mình, mình sẽ cố gắng để mang đến cho các bạn những cái thông tin mà các bạn mong muốn. Hôm nay thì là một ngày khá là vui và Vlog Minh Hải thì xin phép các bạn là từ ngày hôm nay có thể là vì cái cái phục vụ cho các bạn, vì nhu cầu thông tin của các bạn mình nghĩ là sẽ rất là khó để cho Vlog Minh Hải có thể có thể giải quyết được vấn đề liên quan đến giờ rất đến 11 rưỡi thì rất là khó và mình sẽ cập nhật liên tục các bạn hãy follow tất cả các kênh của mình để có được những cái thông tin mới nhất à, những thông tin ngắn mình có thể post ở trên page và những cái thông tin những câu chuyện hậu trường trả lời câu hỏi của các bạn thì mình sẽ làm ở trên kênh uh, vlog minh hải cứ có thông tin mới là mình livestream phục vụ các bạn ngay ngoài ra thì những thông tin ngắn những cái câu chuyện ngắn thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn ở trên top top nhá các bạn nhớ là follow mình để có thể có được những cái thông tin mới nhất. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng livestream với các bạn khoảng tầm 40 phút để chúng ta chia sẻ với nhau câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Philip Chuci. Như tất cả chúng ta đều đã biết là tối ngày hôm qua, chính xác là 22 giờ 51 phút, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi đã ký giấy thanh lý với huấn luyện viên Philip Chuci. Ông Philip Chuse ở trong vòng họp báo thì không đồng ý với việc là chia tay đội tuyển quốc gia. Ông nói đây không phải là lúc để nói về tương lai và ông vẫn muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Iraq và với Philippines vào tháng 6 này. Nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Bởi vì xin thưa với quý vị và các bạn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đi trước một bước. Ngay sau khi trận đấu của chúng ta, theo như thông tin mình có được, thì ngay sau khi kết thúc hiệp 1 thôi, là liên đoàn bóng đá việt nam đã có những cái cuộc chia sẻ đầu tiên rồi đã có những cái gọi là xin ý kiến nhau lần đầu tiên rồi và sau đó khi trận đấu kết thúc thì liên đoàn bóng đá việt nam đã tiến hành họp nhóm với nhau và đưa ra quyết định rất nhanh là sẽ làm việc với ông philip chuse để đề nghị ông à, thanh lý hợp đồng sau đó thì liên đoàn bóng đá việt nam chờ ông philip chuse họp báo xong ông philip chuse họp báo thì ông vẫn nói là ông không từ chức nhưng mà trước cái sức ép cực kỳ lớn của các cổ động viên Bây giờ chúng ta phải nói là phải cảm ơn các cổ động viên Cảm ơn các cổ động viên rất nhiều Bởi vì chính các cổ động viên đã gây sức ép Để cho huấn luyện viên Philip Chuse nhận ra rằng Đội tuyển Việt Nam không còn là của ông nữa Và ông không còn cái điều kiện Để có thể phát triển được đội tuyển Việt Nam Như những gì ông mong muốn Cái chiến lược của ông nó không còn thời gian nữa Và chính cái cách mà liệu mà cách mà các cổ động viên của chúng ta gây ra tăng sức ép nó cũng rất là văn minh Chúng ta đề nghị ông từ chức Chứ chúng ta không nói tục, không chửi bậy Và không văng bậy Và ngày hôm qua các bạn biết là sau khi kết thúc họp báo xong Huấn luyện viên Philip Chu Xe đã không thể đi cùng với đội tuyển về nơi ở được Mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bố trí sẵn một cái xe Mời ông lên xe sau đó là trở về Liên đoàn bóng đá Việt Nam Các bạn biết là sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trụ sở của Liên đoàn bây giờ Mình nghĩ là nó cách nhau khoảng tầm 700 mét và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã rất tinh tế đưa một cái xe và gần như là đánh lạc hướng toàn bộ hệ thống truyền thông. Sau đó là huấn luyện viên Philip Chuse đến liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu chia sẻ với họ ba cái ba cái lý do. Lý do đầu tiên là liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị ông xem xét lại bởi vì tất cả mọi thứ đều đang rất bất lợi. Cái bất lợi đầu tiên mình nói với các bạn. Đấy chính là nội thống khổ mà ông đã phải trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Thành tích thì bết bát, các nhà chuyên gia thì chỉ trích, còn người hâm mộ thì tẩy chay và ngày hôm qua các bạn biết là trên sân vận động quốc gia mỹ đình tối ngày hôm qua mình đã chia sẻ với các bạn hình ảnh rồi <laughs> đồng loạt người ta dùng chữ chu xe get out hoặc là chu xe out và nếu mà chúng ta dịch ra tiếng việt thì nó sẽ rất là nặng nề nhưng mà à, chúng ta dịch một cách đơn giản lịch sự đó là chu xin hãy rời đi thì à, đấy chính là các cổ động viên trước đây ông chu xe nói là đến 80% các cổ động viên việt nam là không ủng hộ ông nhưng mà mình nghĩ là không bây giờ nó phải cao hơn rồi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã là những người cuối cùng để nâng con số đấy lên thành 100%. Và ngày hôm qua thì Liên đoàn đã phân tích cho ông Chu C ở 3 điểm. Điểm đầu tiên là cái nội thống khổ của ông. Ông không được ủng hộ mà làm việc trong cái môi trường không đủ ủng hộ như thế thì rất là khó. Thứ hai là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phân tích là đội tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia 0-3 ngày hôm qua thì sẽ còn cực kỳ ít cơ hội để lọt vào vòng loại thứ ba và nếu như không lọt được vào vòng loại thứ ba điều đấy có nghĩa rằng liên đoàn bóng đá việt nam có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông philip chuse mà không phải bồi thường bất cứ một đồng nào cả và cái yếu tố thứ ba là yếu tố mang tính chốt hạ à, là nếu như liên đoàn bóng đá việt nam mà xuống tay tức là à, chúng ta tạm gọi như là sa thải thì trong cái lịch sử công tác của huấn luyện viên philip chuse sẽ có một cái vết nhơ đó là chữ sa thải trong hồ sơ cho nên là sau khi nói chuyện xong thì huấn luyện viên Philip Chusey tính toán Mình nghe thấy bảo là ông đang đã suy nghĩ hồi lâu Và hình như là cũng đã tham khảo ý kiến của ai đó Trước khi đưa ra quyết định là ok Hai bên đồng ý ký kết một cái bản hợp bản thanh lý hợp đồng Với mức đền bù là không đồng Mình phải nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm được một việc cực hay Liên đoàn bóng đá ngày hôm qua thật sự mình cứ nghĩ là nó phải rơi vào khoảng tầm 1 năm tiền lương 1 năm tiền lương là tương đương với khoảng tầm 1 triệu đô đấy các bạn gần 1 triệu đô là nó tương đương với khoảng tầm 25 tỷ. Thì xin thưa với các bạn là 25 tỷ thì quá lớn. Nhưng liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày hôm qua bằng cách phân tích thì đã đạt được thỏa thuận với ông Philip Chu C là chúng ta không phải bồi thường một đồng nào. Hôm qua rất nhiều các cổ động viên đã đề nghị mình là cho số tài khoản của liên đoàn mỗi một người sẽ góp một ít tiền để liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải ông Philip Chu C. Nhưng mà cực kỳ may đó là chúng ta không mất một đồng tiền nào cả và ông Philip Chu đã chính thức trở thành cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì xin lỗi các bạn là mình sẽ tập trung nhiều hơn vào thông tin thời sự nhé. còn những câu chuyện mà thâm cung bí sử mình sẽ kể với các bạn sau. À, đương nhiên là ngày hôm nay có rất nhiều những cái phản ứng. Câu nói hay nhất thì mình nghĩ là dành cho Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dung nói rằng là huấn luyện viên đến rồi lại đi, nhưng đội tuyển quốc gia thì còn mãi. Còn Nguyễn Văn Toàn nói là xin người hâm mộ hãy nhẹ tay với đội tuyển. Mình nghĩ là đây là tất cả những cái sự gọi là đề nghị thống thiết hay là những cái phân tích đầy đầy tình cảm. Các bạn hiểu tất cả những cái gì mà chúng ta chia sẻ với nhau, tất cả những cái gì chúng ta nói chuyện với nhau ngày hôm nay thì mọi thứ nó đã diễn ra rồi. Nhưng thực sự người hâm mộ bóng đá Việt Nam mình đánh giá rất cao. Bởi đơn giản là liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cảm nhận được là người hâm mộ không ủng hộ và chính người hâm mộ gia tăng sức ép cho ông Philip Chu cũng làm cho liên đoàn bóng đá Việt Nam có cái vị thế mạnh hơn trên bàn đàm phán. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Và người đầu tiên tiếp quản chiếc ghế của huấn luyện viên Park à của huấn luyện viên Philip Chu chính là huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. Anh Hoàng Anh Tuấn sẽ là huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam bởi vì ngày hôm qua sau khi đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Philip Chu Ce thì liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nghĩ ngay đến anh Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí là mình đã nghe được thông tin là trước khi đạt được thỏa thuận với ông Philip Chu C thì anh Hoàng Anh Tuấn đã được giao cái 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 chiếc ghế huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra trong những ngày tới khoảng tầm còn khoảng 17 ngày nữa thì sẽ diễn ra. Tức là nó rơi vào trung tuần tháng 4 ở Doha Qatar. Đấy, và anh Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp quản Vậy mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi là Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liệu có tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên Philip Chuse để lại ở đội tuyển quốc gia hay không thì mình nói với các bạn là câu chuyện này là hoàn toàn có thể bởi vì hiện nay thì huấn luyện viên uh, liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn xác định là sẽ sử dụng huấn luyện viên ngoại vẫn sử dụng huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển quốc gia nhưng huấn luyện viên ngoại đấy được xác định là chúng ta sẽ tìm cho AFF Cup trong trường hợp chúng ta tìm được sớm trước tháng 6 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Philippines và Iraq có nước thì còn tát thì là tốt còn nếu không chúng ta sẽ sử dụng huấn luyện viên tạm quyền cho hai trận đấu này và các trận đấu ở AFF Cup chúng ta sẽ sử dụng huấn luyện viên mới. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn cái công tác tuyển chọn nó sẽ diễn ra một cách chỉn chu nhất, chi tiết nhất và cố gắng an toàn nhất. Điều đấy có nghĩa rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay đang tính toán là sẽ sử dụng huấn luyện viên ngoại cho AFF Cup. Còn hai trận đấu với Iraq và và Philippines thì nhiều khả năng mình nhấn mạnh các bạn là nhiều khả năng là sẽ lựa chọn một huấn luyện viên tạm quyền và trong trường hợp này thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người phù hợp nhất đó thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin này là những thông tin rất nóng rất mới và mình muốn chia sẻ với các bạn nếu các bạn còn muốn nghe những thông tin mới những thông tin nóng thì các bạn đừng quên hãy follow kênh của vlog Minh Hải các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký những ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình những ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình khi các bạn đăng ký các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo để mỗi khi mình có thông tin mới Mình live stream thì Youtube sẽ báo cho các bạn Vì thời gian này cứ có thông tin mới là mình sẽ live stream ngay Chứ mình sẽ không đi theo đúng khung giờ nữa Mong các bạn hết sức thông cảm và mong các bạn ủng hộ cho mình Ok Tiếp tục câu chuyện liên quan đến huấn uh, luyện viên Thì các bạn biết rồi Khi mà huấn luyện viên Philip Chuse ra đi Thì rất nhiều người đã gọi tên huấn luyện viên Park Hang Seo Vậy liệu huấn luyện viên Park Hang Seo có cơ hội để ngồi vào chiếc ghế nóng hay không? Mình cho là đây là đây là thông tin mình nghĩ là sẽ rất thấp cơ hội này sẽ rất thấp bởi vì huấn luyện viên park hang seo thì có một cái giấc mơ lớn hơn giấc mơ của huấn luyện viên park hang seo là giấc mơ sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia để đến với vòng chung kết world cup chứ không phải là để chúng ta thi đấu ở apec cup vì uh, nói thật là đến bây giờ về mặt thực tế ngay cả liên đoàn bóng đá việt nam ngay cả các cầu thủ của đội tuyển cũng không thể nghĩ rằng chúng ta sẽ lọt vào vòng loại world cup thứ ba được bởi vì điều kiện đó là điều kiện rất khó khăn nếu như indonesia thắng một trong hai trận còn lại coi như là chúng ta thua coi như là chúng ta bị loại đấy và nếu như trong trường hợp mà indonesia không thắng được hai trận đấu hai trận đấu cuối thì chúng ta phải thắng tuyệt đối hai trận đấu cuối tức là vừa thắng indonesia và vừa phải thắng à xin lỗi các bạn vừa thắng philippines mà lại còn vừa phải thắng cả iraq đây là điều không thể chúng ta có thể thắng được philippines nhưng không thể thắng được iraq điều này là điều mà chúng ta có thể nói vào thời điểm này. Tất nhiên là mọi người sẽ nói là, ờ ừ, còn nước còn tát tại sao minh hải lại như vậy? Nhưng mà mình xin thưa với các bạn luôn là huấn viên park hang seo cái giấc mơ của thầy park khác giấc mơ của liên đoàn bóng đá việt nam nó cũng giống như giấc mơ của thầy park nhưng nó khác ở cái là thầy park có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình còn liên đoàn bóng đá việt nam đội tuyển quốc gia việt nam của chúng ta thì không. À, mấy hôm trước, cách đây 3 hôm thì huấn viên park hang seo đã viết một cái status khá là có tính ẩn ý, tức là Uh, tất cả những điều tốt đẹp thường đến vào mùa xuân sau một kỳ nghỉ đông thì chú gấu đã tỉnh giấc và bắt đầu đi tìm những thách thức mới người ta hiểu được rằng là huấn luyện viên park hang seo đang mong muốn là tìm kiếm một huấn một vị trí cho vị trí huấn viên trưởng và đây sẽ là phải làm đội bóng mạnh mình nghĩ là như vậy cái thông tin này phán đoán này nó rất là đúng với những cái thông tin ví dụ như là anh lee dong jun anh cũng đã chia sẻ là thầy park muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia thứ hai nữa là bản hợp đồng với đội bắc ninh fc đội bắc ninh fc thì ký hợp đồng với thầy park nhưng với tư cách là cố vấn và trong bản hợp đồng đấy có một điều khoản là nếu như huấn luyện viên park hang seo có cơ hội dẫn dắt một câu lạc bộ hoặc một đội tuyển nào đấy mà huấn luyện viên park hang seo thích thì ông được tạo điều kiện tức là ông sẽ có quyền để nhận cái công việc đó và mình nghĩ là huấn luyện viên park hang seo về mặt lý thuyết thì vẫn có cơ hội để trở lại đội tuyển quốc gia nhưng mình nghĩ trên thực tế thực sự là cơ hội này rất thấp à, mọi người đang hỏi mình về mark winmost Mark thì uh, chính là người mà mình 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 gọi là gì nhỉ? Mình là ủng hộ nhất trong số những uh, ứng cử viên thời gian vừa rồi. Các bạn nếu mà các bạn xem mình đủ lâu thì các bạn sẽ biết được là mình rất là ủng hộ Mark vì hai điều. Điều đầu tiên là anh ấy là người châu Âu và đã dẫn dắt một đội bóng rất lớn. Đó là đội tuyển Bỉ. Anh ấy cũng đã đưa đội tuyển Bỉ và giữ cho đội tuyển Bỉ ở vị trí xếp hạng số 1 của FIFA Ranking. Thứ hai là Huấn viên Mark thì cũng mới thành công đây thôi Chứ nó không giống như ông Philip Jussier Là ông đã thành công cách đây đến tận 24 năm rồi Thì thật sự là rất là khó Mình kỳ vọng là những huấn viên châu Âu Sẽ mang đến cho chúng ta một cái luồng gió mới Hiện nay thì theo thông tin mình có được Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể Sẽ tính toán để mời một huấn luyện viên người Nhật Hoặc một huấn luyện viên châu Âu Mình nghĩ là huấn luyện viên người Nhật có thể Sẽ là sự lựa chọn tối ưu vào thời điểm này Cả về mức lương, cả về sự thấu hiểu Cả về sự trình chu nhưng mà tất nhiên là tất cả mọi thứ chúng ta sẽ vẫn phải cần thời gian. Đúng không ạ? Chứ không bây giờ thì cũng rất là khó để chúng ta nói là bao giờ và và nói như thế nào. Các bạn thấy không? Rất nhiều những thông tin và như ngày hôm qua mình có hứa với các bạn là Vlog Minh Hải sẽ cố gắng để gửi đến cho các bạn những thông tin mới nhất và các bạn không bao giờ phải lo vì những cái dòng chảy thông tin là những dòng chảy bất tận. Mình sẽ luôn luôn cập nhật. Bây giờ ekip của mình đang theo sát huấn luyện viên Philip Chuce để xem xem ông rời khách sạn như nào Ông về nhà ông dọn đồ ra sao Và mình sẽ nắm cái lịch của ông Bao giờ ông sẽ rời Việt Nam Mình nghĩ là tất cả mọi thứ bây giờ nó đã khép lại với triều đại của ông Chu Xie Và chúng ta nhìn về triều đại của ông Chu Xie thì chúng ta thấy Đây là một triều đại thảm họa Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả những giải đấu ông Chu Xie tham gia dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam của chúng ta Chúng ta đều thua một cách thảm hại Và người ta đã dùng những cái từ như là thảm hại, đáng quên rồi rất nhiều những những từ mạnh nữa mình không tiện nói ở đây vì chúng ta không muốn mặt sát bất cứ một ai xin được cảm ơn ông philip chuse vì thực sự ông cũng là một quý ông khi mà không đòi bất cứ một đồng tiền bồi thường nào xin được cảm ơn ông chuse vì ông đã giải thoát cho đội tuyển việt nam giúp cho đội tuyển việt nam có cơ hội để phát triển giúp cho người hâm mộ bóng đá việt nam lại trở lại yêu và ủng hộ đội tuyển bất biết là đội tuyển sẽ như thế nào và cũng xin được cảm ơn ông Chu Xie vì ông đã giúp cho các cầu thủ có được cái niềm cảm hứng mạnh mẽ hơn. Và cũng xin được cảm ơn ông Chu Xie là đã giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam gỡ được cái thế rất là khó xử và giúp cho bộ phận vận động tài trợ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thời gian vừa rồi thật sự Liên đoàn đang rất lo lắng. Cái vị trí gọi là phó chủ tịch phụ trách tài chính cực kỳ lo lắng. Bởi vì ông Chu Xe ông ấy đã làm tất cả mọi người quay lưng lại với bóng đá Bóng đá không còn hot nữa Và người ta không tài trợ Thậm chí là những nhà tài trợ đã ký hợp đồng rồi họ cũng kêu gào Thì thật sự phải cảm ơn ông ấy rất nhiều Người Việt Nam của chúng ta rất rạch rồi Cảm ơn ông vì ông đã yêu quý, ông đã nỗ lực, ông đã mất ăn mất ngủ, ông cũng đã lao tâm khổ tứ vì đội tuyển Việt Nam. Chỉ tiếc rằng sự lao tâm khổ tứ của ông nó không mang lại kết quả và đấy không phải là cái hướng đi mà chúng tôi mong muốn. Đó không phải là cách thực hiện mà chúng tôi mong muốn. Và xin được cảm ơn huấn luyện viên Philip Chu lần sau ông đến Việt Nam, ông vẫn là thượng khách. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại vẫn mở rộng tầm tay, mở rộng vòng tay ra để đón ông về như đón một người bạn cũ hy vọng là tất cả những cái gì không hay không tốt những cái gì không được như ý của chúng ta trong quá khứ chúng ta hãy để cho quá khứ nó rửa trôi hãy để nó nằm lại trong quá khứ để về sau chúng ta hướng đến những điều tương lai hướng đến những điều tương lai tốt đẹp cho bóng đá việt nam hướng đến những điều tương lai tốt đẹp cho chính tương lai của ông cảm ơn ông rất nhiều và vlog minh hải cũng xin được thay mặt, mặt cho tất cả những người hâm mộ bóng đá việt nam gửi đến ông chu một lời cảm ơn bên cạnh đó thì mình cũng phải nói là phải rất cảm ơn cổ động viên Việt Nam bởi vì chúng ta rất văn minh chúng ta kêu gọi ông từ chức một cách rất văn minh và bây giờ xin thưa với các bạn là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải cảm ơn người hâm mộ bởi vì nếu không có sức ép của người hâm mộ thì ông Chu Xê không thể ngồi vào bàn đàm phán và dễ dàng thanh lý hợp đồng với giá không đồng như vậy người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ghi một bàn thắng vàng để chúng ta kết thúc một cái triều đại được tạm gọi là triều đại rất là thất bại một triều đại thất bại đã kết thúc đó là những cái gì chúng ta chia sẻ ở đây nếu các bạn thấy những phần chia sẻ của vlog minh hải là hay thông tin là hữu ích thì các bạn nhớ hãy đăng ký các bạn đăng ký nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả các bạn cũng đừng quên là hãy để cho minh hải một like À, những người mà đã chưa đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký để được cập nhật những thông tin mới nhất Bởi vì chúng ta còn có thông tin về câu chuyện à, thâm cung bí sử của ông Chu Xie Chúng ta sẽ còn có những cái câu chuyện liên quan đến việc chúng ta tuyển chọn huấn luyện viên mới như thế nào rồi vị huấn luyện viên mới đó có cần phải đạt những tiêu chí gì Rất rất nhiều những cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn Cái việc của các bạn rất đơn giản Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Và khi các bạn đăng ký các bạn nhớ ấn vào chuông Và chọn thông báo, chọn tất cả và Bên cạnh đó thì các bạn nhớ để lại cho mình hàng một tim Cảm ơn các bạn rất là nhiều ở đây có bạn là vì sao lặng lẽ hỏi là ông ông Nishino và Popop là ai huấn luyện viên tốt đấy anh Akira Nishino thì là một huấn luyện viên quá hay rồi nhưng mà mình cũng không biết là cái phong cách của ông ấy nó có phù hợp với bóng đá việt nam hay không cái này thì mình không dám chắc còn huấn luyện viên popop thì năm nay ông sẽ hết hợp đồng năm nay ông sẽ hết hợp đồng với liên đoàn bóng à, à, hết hợp đồng với thanh hóa nhưng mà theo thông tin mà mình có được thì một câu lạc bộ khá là giàu có cả về mặt tiền bạc lẫn về uh, tham vọng họ đang muốn mời ông popop đấy là một câu lạc bộ của việt nam thôi thì thôi cho ta cứ từ từ liên đoàn bóng đá việt nam đưa ai vào tầm ngắm thì mình sẽ báo với các bạn ngay ok các bạn cứ yên tâm nhá Dung Vũ tuyệt vời Minh Hải đưa thông tin rất nhanh. À, hôm nay em thật sự luôn, tối đêm ngày hôm qua sau khi làm việc xong, em đã phải từ chối một bữa ăn đêm, bởi vì ngày hôm qua các anh các em gọi rất là nhiều và em giữ được cho mình sự tỉnh táo sáng ngày hôm nay cập nhật những thông tin mới nhất và đây là những cái thông tin các bạn cứ yên tâm là đó là thông tin quá chuẩn luôn. Bạn Hà Quân Trương bản thân em mong huấn viên Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt tạm quyền nốt hai trận đấu vòng loại World Cup thôi các bạn mình biết các bạn yêu quý và tin tưởng bác uh, huấn luyện viên mai đức trung nhưng thôi để cho bố nghỉ vì bố mai đức trung cũng lớn tuổi rồi thời gian vừa rồi thật sự là sức khỏe của bố không tốt lắm đâu đấy các bạn có thể xem cái chương trình mình phỏng vấn huấn luyện viên mai đức trung đấy thì các bạn sẽ thấy các bạn chỉ cần search là vlog minh hải mai đức trung là ra mình nói với các bạn là nó quá khó chứ nó không đơn giản đấy và mình nghĩ là nên lựa chọn một huấn luyện viên nào đấy lớn tuổi à xin lỗi các bạn là tuổi tức là tuổi còn trẻ nhưng mà lại có một cái tham vọng lớn và có một cách làm nó hiện đại. Mình nghĩ là như thế nó sẽ tốt hơn. Phần thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì xin phép mình xin phép là dừng lại tại đây ở phần sau, mình sẽ gửi đến các bạn cái câu chuyện bên lề và quan trọng là các cổ động viên của chúng ta ngày hôm qua gây sức ép như thế nào. Rất nhiều những câu chuyện hay mà mình muốn kể cho các bạn ở trong chương trình ngày hôm nay. Nó sẽ có ở trong khoảng tầm 10 phút của phần sau của chương trình. Và bây giờ mình vẫn chia sẻ với các bạn sản phẩm đó là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc là bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ địa. Chúng ta hãy sử dụng Cao Ba Long để nó giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân và nó cũng giúp chúng ta là tăng tức là kéo dài cái thời gian của người đàn ông các bạn hiểu mình nói về kéo dài rồi đúng không ạ bây giờ chúng ta sử dụng cao ba long thì về sau chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng đau xương đau cơ đau khớp giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương loãng xương thiếu canxi giảm được nguy cơ bị gãy chân gãy tay gãy xương đây là cái tác dụng mà chúng ta nên sử dụng ngay cho những người lớn tuổi cho ông bà cho bố mẹ của chúng ta còn các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn chúng ta sử dụng cao ba long cho các con để phát triển bộ khung để về sau các con được cải thiện cả thể lực lẫn thể hình tức là các con vừa to cao vừa khỏe mạnh và còn thông minh nữa. Với các chị em phụ nữ, nó sẽ giúp các chị em điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về đều đặn như một chiếc đồng hồ, như thời còn con gái. Đó, và với các chị em mới sinh con thì nhớ cho mình nhá. Cao Ba Long nó sẽ hỗ trợ cho các chị em để củng cố lại cái nền. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau thì cơ thể của các bạn sau khi sinh con xong rất là mệt mỏi và dịu dã. Và bao nhiêu dưỡng chất trong quá trình thai kỳ chúng ta chuyển hết sang cho con Cho sau khi sinh con ra các bạn sẽ bị thiếu chất Đây là lúc Cao Ba Long sẽ hỗ trợ các chị em là điều hòa lại mọi thứ Điều hòa lại nội tiết tố cho các bạn như cảm giác thời còn con gái Và quan trọng là gì? Nó giúp các chị em khỏe mạnh, chắc chắn và vững vàng Số điện thoại mình để ở trên logo 024 7777 -8877 Và website là shop vn đây là đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất bổ nhưng không béo rất tốt cho sức khỏe Thứ hai là nó bổ sung thêm tế bào tốt và nó bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Chúng ta biết là mỗi một cử động này của chúng ta nó khiến cho cơ bắp của chúng ta bị bào mòn. Nếu chúng ta không bổ sung kịp thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cơ bắp bị tăng teo, dẫn đến việc da rẻ bị nhăn nheo và cơ thể là vừa yếu mà vừa xấu. Nếu như chúng ta bồi đắp kịp thì cơ thể luôn luôn săn chắc và cơ bắp thì luôn luôn tráng kiện. Đấy là rất là khỏe. Đông trùng hạ thảo còn giúp các bạn là kích tức là cái gọi là kích thích cái quá trình là tự hàn gắn Đấy, ví dụ như là cơ thể của chúng ta chỗ nào bị đứt gãy về mặt tế bào nó nối liền vào chỗ nào mà bị khối u lấp đầy khoảng trống khu để lại ở chỗ nào mà các bạn đã trải qua phẫu thuật hoặc bị sứt sẹo nó sẽ bịt kín cái khoảng đấy lại các bạn thấy tuyệt vời không thứ ba cái này là quan trọng nhất này cái này là nó giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch và vòng tròn miễn dịch chính là hệ thống phòng ngự cơ thể bệnh tật tấn công nếu bệnh tật tấn công của chúng ta mà gấp vào cái hàng phòng ngự mạnh đấy chúng ta đẩy lùi bệnh tật nhưng nếu như hệ thống phòng ngự chúng ta yếu thì nó sẽ xé rách cái hệ thống phòng ngự của chúng ta và lúc đấy bệnh tật nối đuôi nhau tấn công như đi vào chỗ không người như là dứt điểm và không thành bỏ trống lúc này đông trùng hạ thảo sẽ phát huy tác dụng của nó ví dụ cơ thể của bạn sinh ra được một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo sinh ra một triệu nữa là hai giúp chúng ta nâng cao cái hệ miễn dịch của chúng ta lên gấp đôi và cái sức mạnh của hệ thống phòng ngự cũng vì thế mà được nhân lên gấp bội nó giống như kiểu một khung thành đang được bảo vệ bởi 11 người, bây giờ chúng ta được bảo vệ bởi 22 người. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia luôn khuyên chúng ta nên sử dụng. Nó sử dụng cho những người bị bệnh khó chữa, những người đang bị bệnh, những người mới ốm dậy hoặc là những người bị lao lực cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe. Một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc. Tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm chính hãng. Nếu một sản phẩm không chính hãng, chúng mình đền các bạn 1 tỷ và giá đây là giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi số điện thoại mời các bạn alo đến số 024 7777 mình đang để trên logo các bạn nhìn thấy nó đang nhấp nháy đây này đấy và đông shop vn là website các bạn nhớ mua cho bản thân cho gia đình và nếu mà làm quà tặng quà biếu thì tuyệt vời mong anh hải trả lời giúp anh mong hải trả lời giúp anh anh mong hải giờ là trả lời giúp anh câu hỏi này nhé thanh em anh đánh luôn cái, cái câu hỏi của anh đi bởi vì là bây giờ mà anh hỏi như thế thì em sẽ rất là khó rất là khó để có thể uh, Đọc được cái comment của anh Bởi vì đây mọi người đang xem thấy rất là đông Số lượng người xem của chúng ta bây giờ đang Là 10, hơn 16.000 người Bạn uh, Bình Văn Công Nói là tối qua Minh Hải có dự họp không Em không Em mà dự họp ngày hôm qua em hỏi một câu thì họ chắc chắn là không trả lời được Hôm qua mọi người đã hỏi đấy Là nếu mà Minh Hải mà được ngồi ở trong phòng họp báo Thì Minh Hải hỏi gì Em nói là vào lúc đấy thì ông ấy chưa bị uh, Chưa bị uh, chấm dứt hợp đồng thì em có lúc đầu em đã nghĩ rồi nhưng mà câu hỏi này đúng là nó hơi hại người à, đấy là gì ông luôn luôn nói rằng ông mong muốn cho đội tuyển Việt Nam phát triển ông luôn nói rằng ông mong muốn cho các cầu thủ Việt Nam cải thiện được phong độ ông luôn mong muốn là mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cái niềm vui nhưng bây giờ nếu như để cho bóng đá Việt Nam thực hiện được tất cả những mục tiêu đấy mà ông không làm huấn luyện viên trưởng nữa ông có chấp nhận là bước lại phía sau để cho bóng đá Việt Nam phát triển hay không. Mình nghĩ là câu này là cái câu sẽ rất là khó để ông ấy trả lời. Và mình nghĩ rằng là nó quá khoai. Nó thật sự rất khó cho ông Chu Chi. Bạn Thomas Hoàng mình thấy không nên mượn huấn luyện viên châu Âu, người Nhật và người Hàn thích hợp với chúng ta hơn. Cái này thì mình không biết bởi vì là Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ vẫn họ mới chỉ xác định là sẽ vẫn sử dụng huấn luyện viên ngoại thôi. Chứ còn bây giờ châu Âu hay châu Á thì mình không biết đó thật sự là không biết như nào nhưng mà các bạn có thích huấn luyện viên Popop Pop không? Mình rất thích huấn luyện viên Popop nhé, thật sự luôn, mình rất thích huấn luyện viên Popop Pop, nhưng mà thật sự là cũng khó đúng không? Bạn Hoàng Nguyễn Hoàng Nhân của nó là Thâm Cung Bí Sử đi anh, mình sẽ nói nhưng mà không thể kể được hết đâu các bạn, bởi vì nó mình sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ của chúng ta. Bây giờ thì mời các bạn đến với câu chuyện của của đội tuyển Việt Nam nhé, các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện này. Mình hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hay Đây chính là hình ảnh của các cổ động viên Việt Nam Những người mà chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia Rất đông khán giả đến sân Mình nghĩ là mỗi người đến sân đều cố gắng Đều cố gắng mang đến cho mình niềm vui Và mang đến cho mọi người một cái niềm vui lớn hơn Đấy Đây, cầu cổ viên Hải Phòng đây Châu Dê Ngài nói uh, rất là nhiều Cổ động viên chúng tôi <laughs> Gì đây này Đấy, đá 9 đá 10 trận thì 9 thua, 1 thắng. Và đây chính là các cổ động viên Việt Nam, mình rất là muốn chia sẻ với các bạn về các cổ động viên Việt Nam. Đấy, các bạn uh, nghe cái tiếng nền thì các bạn cũng biết. Họ luôn luôn muốn làm nóng cho bản thân mình, nóng cho hội nhóm của mình và làm nóng cho các khán đài để đẩy cái tinh thần của sân Mỹ Đình lên cao, giúp cho các cầu thủ được tiếp lửa và tiếp thêm tình yêu ở phía trước. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị và các bạn là đáp lại thì các cầu thủ đã chơi một thứ bóng đá vô hồn và huấn hồ luyện viên Philip Chu C là người phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho câu chuyện này. Mình rất muốn là sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện nó thật là sâu lắng, nó thật là ý nghĩa và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã làm được việc đó. Mình phải nói là ngày hôm nay mình rất là cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi vì nếu như không có người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì xin thưa với các bạn luôn là liên đoàn bóng đá Việt Nam không thể có một cái vị thế tuyệt vời như thế trên bàn đàm phán và giúp cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam giải quyết được một cái vấn đề rất lớn đó là chia tay ông Chu Xê mà không cần phải bồi thường. Các bạn có thể thấy các cổ động viên rất máu lửa, rất hay và các bạn có thể nhìn thấy họ đang cầm trên tay cái gì? Họ đang cầm trên tay một cái băng rôn biểu ngữ là Chu C get out hoặc là Chu Xê out. Đó. Mình thì luôn luôn đây. Anh ấy mong muốn là đưa huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại, nhưng mà mình nghĩ điều này rất khó bởi vì giấc mơ của thầy park khác giấc mơ của chúng ta à, chúng ta thì không có khả năng đến với vòng loại thứ ba thì làm sao có cơ hội đến với world cup thì huấn uh, luyện viên park hang seo thì lại muốn là sẽ dự world cup đây là những uh, thời điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy cái lúc mà mình nói với các bạn đấy đội thua phát là ông đứng lên khoảng tầm vài giây ông lại ngồi xuống đấy ông lên ông gồng 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 một tí xong lại quay lại thật sự là ngày hôm qua đội tuyển việt nam đã chơi một thứ bóng đá bạc nhược và mình nghĩ là ngày hôm qua rất nhiều người phản đối ông Chu Xie Trong đấy có cả những người uh, trợ lý của ông luôn Mình nghĩ là không còn một cái gì để mà nói về ông Chu Xie trong trận đấu này nữa Nó là đỉnh cao của sự thất vọng Nó là đỉnh cao của sự bế tắc Và các bạn cũng hiểu Đối với bóng đá Việt Nam Thì cái việc mà huấn luyện viên phù hợp nó rất quan trọng Bởi vì nó sẽ giúp cho huấn luyện viên À, tức là huấn luyện viên này có cái cách làm phù hợp nó rất là quan trọng vì nó sẽ giúp cho các cổ động viên giúp cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn đó các bạn có thể nhìn thấy không chu xe out các bạn nhìn thấy không đó chu xe out đây là cái băng rôn đầu tiên à, yêu cầu huấn luyện viên chu xe từ chức và mình cũng thấy là đấy các bạn nhìn thấy không đầu lâu xương chéo nhưng mà quả đầu lại chính là ở đầu của ông chu xe mình nghĩ là các bạn cùng nghe, các bạn cùng cảm nhận và các bạn hãy cùng với Vlog Minh Hải chúng ta mở lòng mình ra để đón những cái thông tin mới. Mình rất là mong là các bạn sẽ có được một cái các bạn giúp mình là chúng ta hãy chia sẻ những điều tích cực trên livestream. Đó và các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình nhá. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Các bạn đăng ký đi để Vlog Minh Hải cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất, thông tin liên quan đến tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thông tin liên quan đến à, tất cả những cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị để có được vị trí huấn luyện viên trưởng đó các bạn cũng hỏi khá là nhiều <laughs> đó thật sự mà nói là đang xem huấn luyện viên Park Hang-seo quen bây giờ xem huấn luyện viên Philip Chu thì các bạn đã thấy rồi nó thật sự là rất đáng buồn rất đáng buồn luôn OK các bạn à, có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé chúng ta sẽ tiếp tục bạn Nguyễn Hùng có nói là huấn viên Popop quá nóng tính anh ơi, vẫn cần một huấn luyện viên mềm dẻo nhưng biết cách sử dụng cầu thủ Việt Nam, mình cũng đồng ý với quan điểm như vậy. Và lúc này là lúc mà các cổ động viên đã đồng loạt hô lên cái câu là Philip Chu out, tức là tất cả mọi người đều muốn ông ấy từ chức. Thực sự là người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá văn minh. Chúng ta không chửi bới, không mặt sát. Đấy và chúng ta cũng đề nghị ông Chu và đây chính là điều mà khiến cho ông Chu đã phải suy nghĩ đến việc chia tay luyện viên Philip Chuse chia tay điều đấy có nghĩa rằng các trợ lý của ông Đặc biệt là trợ lý người nước ngoài Cũng sẽ khó có cơ hội để ở lại Hiện nay thì cũng đã có nhiều người nói mình là liệu có cơ hội Liệu có cơ hội để một trợ lý của ông lên nắm quyền hay không Mình nghĩ là khó Và đây là Quang Hải Mình muốn chia sẻ với các bạn một ít thông tin liên quan đến Quang Hải Bằng một cái góc quay khác Đây Quang Hải đang chuẩn bị trận Tức là chuẩn bị trận đấu trên băng ghế dự bị Và các bạn có thể nhìn thấy cái gương mặt của Quang Hải một cái gương mặt của quang hải mà nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy là bị uh, bị ám ảnh, ấy. không biết các bạn có bị ám ảnh không nhưng mình bị ám ảnh, mình thực sự là bị ám ảnh bởi uh, cái gương mặt của quang hải. Các bạn có ý tưởng gì? Các bạn có những cái suy nghĩ gì? Các bạn có những cái gì cần chia sẻ với liên đoàn? Các bạn cứ comment ở đây, biết đâu đấy mình sẽ có thể giúp cho cái những cái quan điểm của các bạn đã đến được với liên đoàn những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình sẽ báo với các bạn sau Đấy, những cái thông tin mình sẽ báo các bạn sau các bạn cứ follow mình là ok ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký nhá đăng ký rồi nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả bởi vì cứ có thông tin mới là mình livestream ngay đó các bạn nhìn thấy hồ tấn tài rồi quang hải quang hải được yêu cầu ra sân khởi động và các bạn thấy là quang hải cũng đang khá là buồn quang hải đang rất cố gắng hai trận đấu với Indonesia một trận đấu trên Bung Khang Nô thì huấn luyện viên uh, Philip Chu cũng yêu cầu Quang Hải ra sân khởi động. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn biết rồi là Quang Hải đã rất khó, Quang Hải đã rất khó và cuối cùng là trận đấu ở trên sân Indonesia cũng không được vào sân và bây giờ trận đấu trên đất Mỹ Đình của chúng ta cũng không được vào sân luôn. Hôm qua Quang Hải đã khóc, thực tế là ngày hôm qua Quang Hải đã khóc. Đó và các bạn thấy là với một cầu thủ lớn thật sự là cũng không biết nói thế nào Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Chusie đã nghĩ rằng Quang Hải không có được một cái sự toàn diện cần thiết Đấy là khả năng thu hồi bóng, khả năng va chạm Chứ ông đã sử dụng những cầu thủ gọi là những cầu thủ có cái khả năng càn lướt tốt hơn các bạn à, nhìn thấy quang hải không đây các bạn nhìn thấy đây quang hải sút luôn các bạn biết là bao nhiêu sự nội thất vọng bao nhiêu sự bế tắc dồn hết là cả lên và đức chiến đã rất tinh tế đức chiến đã rất tinh tế kéo quang hải vào lòng đó các bạn thấy không trong những lúc cô đơn như thế này trong những lúc buồn bã như này thì sẽ chỉ là có những người anh em hỗ trợ chúng ta thôi đó và quang hải đã ôm mặt rồi ôi một cái ôm mặt thật là thật là đau xót cho chúng ta một cái uh, ôm mặt mà nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bị tổn thương hôm qua rất nhiều người đã khóc rất nhiều người đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh của quang hải thật sự là đối với mình thì đây đúng là một cái câu chuyện đau lòng và chúng ta sa thải được ông Chu C, chúng ta chia tay ông Chu C. Nhưng thực tế ra các bạn biết rồi, nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là đau xót. Các bạn có ý kiến gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Các bạn có ý kiến gì các bạn cứ đặt ra. Đấy và sau khi trận đấu kết thúc một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy những nội thất vọng mang tên Việt Thắng, nội thất vọng mang tên Đỗ Hùng Dũng đỗ hùng dũng là người đã rất cố gắng ngày hôm qua có một tình huống sau khi mà hùng dũng và hoàng đức không hiểu nhau và khiến cho đây là hình ảnh mình rất muốn nói với các bạn việt thắng là việt nam chiến thắng nhưng cuối cùng thì việt thắng đang ngồi ở đây một cách rất cô đơn mình nghĩ là việt thắng có lẽ là một người có lẽ là người đau nhất trong số tất cả các trợ lý vì bạn đấy cũng là một người rất là giỏi và sau đó thì mình nhìn thấy là hình như là Việt thắng cũng đã có cái tranh cãi gì đó với ông Chu C trao đổi một cách khá là mạnh mẽ. Các bạn uh, có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Và cũng xin được uh, nói với mọi người, tất cả chúng ta hãy dành cho các cầu thủ sự động viên. Họ đã cố gắng hết sức rồi. Và như những chương trình nếu các bạn đã xem mình đủ lâu thì các bạn biết, mình đã từng nói với các bạn là trong trường hợp mà chúng ta không trong trường hợp mà chúng ta không kéo được tinh thần lên Thì đến lúc vào trận chúng ta muốn kéo lên cũng rất khó khăn Đó Xuân Mạnh Khuất Văn Khang cũng bị chấn thương các bạn ạ Thật sự Chúng ta hãy dành cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta Những lời động viên nhé các bạn nhé Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra cho mình Mình sẽ cố gắng còn đây là các cổ động viên họ quá chán khi trận đấu chưa kết thúc họ quá chán và họ đã lặng lẽ bỏ về các bạn đã bắt đầu nhìn thấy dục dịch bỏ về rồi đúng không ạ đấy và lát nữa chúng ta sẽ xem xem là các cổ động viên của chúng ta cảm thấy bức xúc ra sao nó rất là đơn giản thôi mình xin được nhắc lại các bạn là những thông tin hay sẽ có ở những cái chương trình tiếp theo mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn đấy, thông tin về uh, quy trình lựa chọn huấn luyện viên rồi huấn luyện viên này các ứng cử viên là gồm có những ai rồi câu chuyện thâm cung bí sử về đội tuyển quốc gia các bạn chỉ cần việc làm duy nhất thôi, đó là các bạn hãy đăng ký. Ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình. Những người đăng ký rồi kiểm tra lại hộ mình xem là các bạn đã đã ấn vào chuông và chọn thông báo hay chưa. Và nếu các bạn đã ấn vào chuông và chọn thông báo rồi thì mình hy vọng rằng là các bạn sẽ sẽ có được thông báo để mỗi khi mình lên sóng thì YouTube sẽ báo cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn tiếp tục like cho mình nhá. Đó. Lát nữa thì chúng ta sẽ có được phần chia sẻ của các cổ động viên. Đấy, pháo sáng này nó tượng trưng cho cái sự tức tối, ngọn lửa tức tối của người hâm mộ. Thực sự là về sau là khi mà Indonesia ghi bàn thì các cổ động viên Việt Nam lại quay ra cổ vũ Indonesia. Thực sự cái sự cổ vũ này nó khiến cho các cầu thủ chúng ta khá tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ là thôi cũng không sao. Bởi vì là các bạn hiểu rồi đấy câu chuyện về cảm xúc của các các cổ động viên thì cũng rất là khó nói các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá chúng ta sắp đến với phần đây chính là pha dứt điểm nâng tỷ số lên ba không của indonesia chúng ta đã bị chìm nghỉm ngay trên sân nhà mỹ đình và lúc này thì các cổ động viên không còn gì nữa họ đi về luôn à, hôm qua thì mình có mua cho anh mình mấy cặp vé Đấy, và anh mình thì hết hiệp một anh mình đã về luôn cùng với nhóm bạn về luôn còn à, một anh à, bạn đá cùng à, đội với mình có nói là thực sự là rất là buồn thà rằng ở nhà làm nồi lẩu còn hơn đỡ tức nhưng mà mình nghĩ là chúng ta đừng nghĩ như vậy bởi vì là mình rất là mong chúng ta sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh các cầu thủ của việt nam đó các bạn thấy không mọi người ủng hộ indonesia mọi người kêu gọi huấn luyện viên philip chu từ chức và cuối cùng em kiềm chế em không chửi bậy không nói bậy không có cái gì quá hết không bọn em không chửi bậy không nói bậy bọn em, em chỉ nói lên cái tâm tư tình cảm thôi không nói cái gì từ lúc này ra cái tâm tư tình cảm thôi em nói em bọn em cảm thấy bị xúc phạm bọn em cảm thấy bị xúc phạm bị bọn em bị bị chiếm tình cảm bây giờ để bỏ ra bảy tiếng để cả giết trường cả xem 7 tiếng anh chưa còn bất bại con ở nhà mà đến để xem để để thế này trào, đê, 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 đê. bọn em đã ông đi sỉ của động viên và... ông không thèm ra chào em đi xem bóng đá việt nam không dưới 16 năm chưa từng một đời như thế nào là không bao ra chào của động viên ở sân đi đôi xe em là người ở sân lúc mà hết trận cổ động viên vẫn ra chào cầu thủ cầu thủ ra chào nhưng mà ông Châu dê ấy ông đi quay đi cho bọn em luôn ông mới ra cười với lại cầu thủ đến đâu mở được mở đường mở đường mở đường thực ra thì uh, trước khi mà diễn ra trận đấu thì mình uh, rất là háo hức tuy nhiên thì uh, sau khi mà diễn ra khoảng 25 phút thì uh, Việt Nam uh, bị đơn châu với tỷ số 2-0. thì uh, rất nhiều cổ động viên thì có những uh, cái thắc mắc về cái sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu C tuy nhiên thì uh, những uh, cầu thủ mà được mong chờ thì lại không được vào sân thì đấy là điều khá đáng tiếc cho các cổ động viên và mình thấy rằng uh, trận đấu này thì Việt Nam khá là mờ nhạt trong uh, lối lên bóng cũng như là các cầu thủ thì khá là lúng túng trong uh, những cái pha triển khai của bóng với huấn luyện viên thì uh, ông ấy có một cái lối đá thiên hướng khá là châu âu tuy nhiên thì uh, với cá nhân và quan điểm cá nhân của mình ấy thì là đội tuyển việt nam sẽ phù hợp với cái lối đá không phản công thay vì là lối đá kiểm soát bóng bởi vì có thể là khả năng cầu thủ của mình không thể đáp ứng được về thể lực cũng như là về kỹ thuật chơi bóng về cái việc mà sát thải huấn luyện viên trusier thì uh, mình cũng không có cái gì đánh giá về việc mà là phải sa uh, thải hay như nào bởi vì cái đấy nó còn liên quan đến rất nhiều về, về cái chuyên môn cũng như là bên uh, liên đoàn bóng đá việt nam còn uh, về cá nhân của mình thì uh, mình nghĩ ông ấy cần thời gian cho cần thời gian thêm để hiểu các cầu thủ cũng như là hiểu về các cổ động viên và văn hóa ở đây thì sẽ có những cái lối đá cũng như là những cái chiến lý bóng nó tốt hơn bóng đá là một cuộc chơi thắng thua và thất bại luôn luôn uh đó là cái trách nhiệm của vận luyện viên người ta sẽ nhận trách nhiệm và cái điều đó thì không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà trên thế giới nó cũng xảy ra rất nhiều nếu mà thành công thì đi đôi với vinh quang còn nếu mà thất bại thì đó là cuộc chơi phải đào thải để tìm với cái mới hơn cảm xúc thì ở đây là giữa chảo lửa Mỹ Đình thì chúng tôi đã từng xem những trận đây những khung bậc cảm xúc khi mà đội Việt Nam thắng cũng như thua nhưng chưa bao giờ có chuyện chuyện thua một cách còn là tệ hại như bây giờ. Tuy nhiên là qua những cái này bóng đá là là thể hiện được những cái cung bậc cảm xúc thì cũng mong là các cầu thủ Việt Nam sẽ cố gắng rút ra những cái bài học và sẽ thắng những trận sau. Chủ đề thì tôi nghĩ là chắc sau trận này cũng tự huấn uh, luyện viên cũng sẽ cảm thấy là mình sẽ bị ao thôi, tự cảm thấy sẽ phải rút ra khỏi trận, cái cuộc chiến này thôi. À, uh, hiện tại cảm xúc của tôi thì uh, rất buồn. Tiết lộ nhân vật đầu tiên. Ừ, đây là trước trận thì quá kỳ vọng đội tuyển Việt Nam tại vì là được đá trên sân nhà đấy là cầu các cầu thủ không được đá như kỳ vọng như mong đợi huấn luyện viên Joseph là một huấn luyện viên giỏi nhưng mà mình cảm thấy không hợp với bóng đá Việt Nam cho lắm tôi nghĩ là hôm nay thì chắc chia bài 90 là sẽ bị sa thải đó đấy là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Ok các bạn thấy thế nào? Đấy là cái tấm lòng, nỗi lòng của các cổ động viên mình nghĩ là nó quá hay rồi. Các bạn nhớ nhá, mình vẫn nhắc các bạn. Ai chưa like thì các bạn nhà like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình để mình còn cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển quốc gia. Còn bây giờ thì nó là spotlight dành cho em Menhouse C4. Đây, à, đây là tuyệt phẩm C4 của nhà Menhouse à, đây là cái ổ cắm điện với cái mức giá là 339 000 Và nếu các bạn nghĩ nó là đắt thì các bạn hãy nghe mình đọc nhá. Đây là mức giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Loại đồng của nó là 3 ly và nó chịu được tải lên đến 4000 W, tức là các bạn cắm 2 3 nồi lẩu ăn tẹt ga. Nếu như các bạn ăn một cái tiệc lẩu, các bạn nhìn thấy một cái ổ cắm điện như này các bạn thấy nó lịch sự không? Rất là lịch sự. Thứ hai nữa là gì? Nó chịu được tải lên đến 4000 W, các bạn cắm 2 3 nồi nẩu lẩu ăn rất thoải mái luôn. Và ở đây nhá, nó còn chịu được tả, chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn có quyền là được bảo hành lên đến 1 năm bởi vì chúng mình rất là Chúng mình rất là tự tin về chất lượng Ok Và bên cạnh đó Mình nói với các bạn Nó có bốn ổ cắm Và ba cổng sạc hai cổng USB một cổng Type C si. Các bạn không phải mua củ sạc làm gì cho tốn tiền Và đây là điều mà mình quan tâm nhất Đây chính là anh trung vệ áo đỏ Có tên là Atomat Anh này nó sẽ giúp cho các bạn bảo đảm an toàn Bởi vì sao? Bởi vì gia đình các bạn đi đâu cũng được Các bạn đi làm, các bạn đi công tác Các bạn đi chơi, thậm chí các bạn đi ngủ Thì Atomat nó vẫn đứng ở đây Để nó hỗ trợ cho các bạn khi nào có điểm nóng, khi nào có nguy hiểm ngay lập tức là nó sẽ cắt luôn Và khi nó cắt điện thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là cái ổ cắm này nó không bị cháy Không diễn ra cháy nổ Và đảm bảo cho gia đình nhà các bạn an toàn Gia đình là ai? Là bố mẹ, là vợ con là những điều thiêng liêng nhất Nó là của cải vật chất mà các bạn làm ra Các bạn mua một chiếc thì giá là 339.000 Và nếu các bạn mua hai chiếc thì giá nó chỉ còn là 639.000 thôi Số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 Mình khuyên các bạn nên sử dụng cái này Bởi vì đây là tuyệt phẩm của nhà Menhal Bên cạnh đó thì chiếc áo mà mình đang mặc đây Chính là chiếc áo Vicento President Em này thì làm bằng lụa nhật Đây các bạn nhìn thấy đây Không nhăn, mềm, mịn, mượt, mặc rất là mát Nó không nhăn Không nhăn các bạn nhé Đấy nó rất sang trọng, lịch sự Kết hợp được với nhiều loại quần Phù hợp với rất nhiều những không gian Sáng đi làm, trưa đi ăn cưới, chiều về đi họp, tối đi chơi người yêu Chiếc áo này vẫn ok, nó khử mùi rất tốt luôn Bình thường ra chiếc áo này thì nó phải giá khoảng tầm trên 1 triệu Nhưng Vicento đang bán cho các bạn với giá 639.000 Và nếu như các bạn mua combo 3 chiếc như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Thì nó chỉ còn 1 triệu 398.000 thôi Các bạn được tặng một ví da trị giá 1 triệu 598.000 Mua 3 chiếc giá 1 triệu 398.000 Được tặng 1 triệu 598.000 là chiếc ví này nó là quà tặng nhưng nếu các bạn chứng minh là nó không phải là da cá sấu xịn Mình đền các bạn một tỷ Bởi vì ở Vicento đơn giản là không có mặt hàng không chính hãng Các bạn nhớ cho mình nhé Và nếu các bạn đến với Vicento.vn thì các bạn có có một cái quyền là tự thành lập combo Combo đấy do các bạn tự chọn Combo càng nhiều giảm giá càng sâu Combo càng nhiều tặng quà càng giá trị Chưa hết nếu các bạn đến Vicento.vn Các bạn hãy luôn luôn đọc cho mình cái part là Vlog Minh Hải Để các bạn được giảm giá thêm một lần nữa Số điện thoại mình để trên logo 0889 333300 Từ Đông Á cho đến Vicento cho đến Menhau Thì mình luôn luôn nói với các bạn Đây là mặt hàng chính hãng Một mặt hàng không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ Và giá của nó là thấp độc quyền Chỉ dành cho livestream của Vlog Minh Hải thôi Cảm ơn các bạn rất là nhiều Đấy, Và bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi Chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 phút để trả lời câu hỏi nhá <laughs> Bạn thông viên của nó là đêm hôm khi hết trận Họp báo ông Chuse không chịu từ trước đây nhé Đúng rồi Em đã kể ở phần trước rồi Ông không chịu Ông không chịu nhưng không thể Không thể có một cái giải pháp khác được à, Các bạn bây giờ mình đặt ra một câu hỏi là Các bạn muốn ai làm Các bạn muốn ai làm huấn luyện viên Bây giờ mình trưng cầu ý kiến của các bạn Xem các bạn đang muốn ai làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Các bạn comment vào đây cho mình Áo phông này có cổ bạn nhé Áo này là áo polo có cổ Áo này cực kỳ đẹp luôn đây mình đứng dậy cho các bạn xem nhé Nó đẹp ghê gớm luôn Rồi Nó không nhăn các bạn ạ Nó không nhăn đấy Nó hay cái là nó không nhăn Đấy các bạn thấy không Rất là đẹp Đấy Ok Từ California mình luôn theo dõi bóng đá Việt Nam Lúc này mình thích chương trình của Minh Hải Cảm ơn Minh Hải đã luôn mang đến những thông tin chính xác và nóng bỏng hoan hô Minh Hải Em cảm ơn anh Thomas Hoàng Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ cho mình và một điều mình luôn luôn tâm niệm là các bạn ơi các bạn hãy cứ đứng bên cạnh của Minh Hải hãy luôn luôn động viên Minh Hải Minh Hải sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất nóng nhất và chính xác nhất những câu chuyện này không chỉ là thông tin thời sự những câu chuyện này nó còn là những cái câu chuyện thâm cung bí sử ở đằng sau các bạn yên tâm là rồi mình sẽ xả chương trình cho các bạn nghe xả những chương trình cho các bạn xem tẹt ga luôn rất nhiều luôn cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ thì um, các bạn ai, ai chưa like thì nhớ like cho mình đi Số lượng người xem đang là 20.000 người nữa này Mà số lượng người like bây giờ còn chưa được 1 phần 3 Các bạn hãy dành ra 3 giây các bạn like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhé Cái nút đăng ký thì nó rất là đơn giản Các bạn ấn vào nút đăng ký Sau đó là chọn vào chuông để nhận thông báo Mỗi khi mình lên sóng thì Youtube sẽ báo cho mọi người Dạo này mọi người cũng nói là Tại sao mà Vlog Minh Hải livestream lại Youtube lại không báo Đây bạn Hà Minh Thiện nói gì cô Thái à bạn vân anh nói là sao không mời thầy Lee yang jin à, hậu nguyễn hữu có nói là anh hoàng anh tuấn cũng rất là hay à, akira nishino nhé minh hải huấn luyện viên park hang seo đấy các bạn rất nhiều ok mình sẽ theo sát liên đoàn bóng đá việt nam và sẽ thông báo cho các bạn xem ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế cho huấn luyện viên philip chu còn bây giờ thì minh hải xin được kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo